Vâng, kinh xe chất lượng xin chào đến tất cả anh em. Mình mới về chiếc HD65 nha. Bây giờ mới tới nhà đây, mới xịt nước xe đây. Xe này sản xuất năm 2001 nha anh em. Xe này VIP lắm anh em ơi. Máy lớn turbo luôn. Bảo anh em cổng 12 tấn luôn. Xe này mới vô được có cái anh kia anh chở một cưa. Máy lớn turbo luôn. Quá lực luôn. Bao anh em không một miếng hai thừa nha. Đó. VIP luôn. Máy này anh chủ nhà anh làm cách này mới có 2 tháng à. Nguyên cái bạc mới luôn à. Máy lớn turbo. B65 sản xuất năm 2001. Sắc xì đẹp long lanh luôn. Thùng hai lớp luôn nha em. Anh em ơi thùng hai lớp luôn nha, lớp dưới lớp dán ở trên một lớp sắt dày nữa nha. Hai cái bình khô luôn. Xe này thì vỏ lớp hơi mòn rồi. Anh em thiện chí mua thì mình bớt tiền cho anh em thay vỏ mới chạy cho VIP. Xe này hơn 100 triệu rồi nha anh em. 2001. HD65. Máy lớn turbo. Nguyên phòng quá VIP luôn. Đó anh em thiện chí điện cho mình. Xe mình mới thay cặp đèn đuôi nữa. Xe cặp đèn đuôi bãi mình mới thay cặp đèn đuôi. Xe quá đẹp luôn nè. Năm bựng mở. Đây số 5 máy lớn turbo 2001 năm bựng mở. Máy bao anh em luôn. Bao anh em cũng 12 tấn luôn. Anh em mua xe này cộng 12 tấn nổi trả cho mình. Anh này anh lên cầu lớn nè. Cái bên thì đẹp con banh luôn. Cái bên đẹp lắm nha anh em. 2001 cái bên xin đẹp lắm luôn nha. Đó, hơn 100 triệu rồi. Nè, chỉ điện cho mình nha.